Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, sau nhiều đồn đoán thì cuối cùng Redmi cũng đã trình làng bộ đôi Redmi K20 và K20 Pro. Redmi K20 Pro có mặt lưng kính với vân gradient khá ấn tượng, máy sở hữu màn hình OLED 6,39 inch không khiếm khuyết, độ phân giải là 2340x1080 pixel cùng cảm biến vân tay dưới màn hình. Và để đạt được màn hình không khiếm khuyết thì K20 Pro dùng giải pháp là camera trước dạng trượt cùng với cảm biến trước sẽ là 20 megapixel. Camera này có thể trượt lên trong 0,8 giây và có 6 loại hiệu ứng âm thanh trượt cho người dùng có thể lựa chọn. Và Redmi K20 Pro dùng con chip là Snapdragon 855, pin 4000 mAh và với sạc nhanh 27W, đi kèm với thông số phần cứng ấn tượng là phần mềm tăng tốc Game Turbo 2.0 giúp tăng hiệu suất khi chơi game. Máy vẫn có jack cắm tai nghe 3.5mm và hỗ trợ NFC. Phía sau thì Redmi K20 Pro sẽ là 3 camera với cảm biến chính Sony IMX 586-48MP với khẩu độ là f1.75. Hai cảm biến còn lại gồm cảm biến zoom 2x 8MP khẩu độ là f2.4 và cảm biến góc rộng 13MP với khẩu độ là f2.4. Và Redmi K20 Pro có hai màu cơ bản là xanh và đỏ với các đường vân ấn tượng. Flagship của Redmi sẽ có mức giá khởi điểm là 2.499 nhân dân tệ, tức là khoảng 8,4 triệu đồng cho bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, 2.999 nhân dân tệ tức là khoảng 10 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì máy còn có thêm phiên bản màu đen vân sợi carbon và Redmi cũng bán kèm K20 Pro một Game Pass với giá là 179 nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng 600 ngàn đồng. Trong khi đó thì với chiếc Redmi K20 thì nó khá là giống với K20 Pro. Tuy nhiên thì K20 chỉ sử dụng con chip là Snapdragon 730, vẫn có 3 camera phía sau nhưng cảm biến chính sẽ chỉ là Sony IMX 582-48MP. Có lẽ đây sẽ là cảm biến mới của Sony nhưng sẽ kém hơn một chút so với 586. Và hai cảm biến còn lại của K20 vẫn là cảm biến góc rộng 13MP và cảm biến zoom 8MP. Và K20 Pro sẽ được bán ra với mức giá là 1.999 nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng 6,7 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Các bạn thân mến, những chiếc máy Huawei được định giá từ 300 đến 755 USD có thể đổi sang Samsung Galaxy S10 mà không mất một đồng nào. Tại Singapore thì một số cửa hàng đã từ chối mua lại máy của Huawei do số lượng máy Huawei bán lại tăng đột biến sau lệnh cấm tử của Mỹ. Nhận thấy điều này thì Samsung đã rất nhanh tay triển khai chương trình thu cũ đổi mới, sở hữu Galaxy S10 series với giá chỉ từ 0 đồng. Theo đó, trong danh sách trên thì những thiết bị của Huawei sẽ có giá trị quy đổi từ 300 đến 755 USD với thiết bị bao gồm P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro và Nova 3i. Có thể thấy là Samsung định giá không hề thấp cho các sản phẩm của đối thủ, với chiếc Mate 20 cũ có giá lên tới là 755 đô, vì vậy nếu muốn đổi sang Galaxy S10e, đúng thật là các bạn sẽ không mất đồng nào cả. Về phía người dùng thì những ai lo lắng về tương lai smartphone của Huawei thì đã có một giải pháp tốt khi mà những người đồng ý mua lại máy Huawei với giá ổn là rất ít. Ở thị trường Việt Nam thì Mate 20 đang bị ép giá xuống còn 10 triệu, quá đáng hơn là còn có người định giá chỉ khoảng 5 triệu đồng. Các bạn thân mến, theo Mark Rumors thì một nhóm nhà phân tích Barclays đã xác nhận rằng 3D Touch sẽ bị loại bỏ trên toàn bộ các mẫu iPhone 2019 năm nay. Các nhà phân tích này thu thập nguồn tin từ chuỗi cung ứng Apple tại châu Á. Apple sẽ thay thế 3D Touch bằng Haptic Touch, tính năng có sẵn trên iPhone XR với màn hình LCD. Haptic Touch là một tính năng khá là đơn giản, kết hợp giữa việc bấm giữ và phản hồi xúc tác từ Touch Engine. Haptic Touch trên iPhone XR có ít tính năng hơn 3D Touch, bao gồm tùy chỉnh mức độ sáng của đèn pin, camera trên màn hình khóa, mở rộng thông báo và hiển thị các nút ẩn trong trung tâm điều khiển. Haptic Touch không hỗ trợ các tác vụ khi bấm vào icon ứng dụng, cũng không hỗ trợ Pick and Pop để xem trước nội dung email hay là tin nhắn. Tuy nhiên thì vẫn chưa rõ lý do vì sao Apple muốn thay thế 3D Touch bằng Haptic Touch. Vì trước đó thì Apple cho biết là có thể tích hợp 3D Touch với màn hình OLED mà không phải gặp vấn đề gì. Cũng có thể là Apple muốn cắt giảm chi phí sản xuất của những chiếc iPhone năm nay hay chăng, thế nên là thay thế cảm biến 3D Touch bằng Haptic Touch đơn giản hơn. Và chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa khi mà iOS 13 được chính thức ra mắt tại sự kiện WWDC 2019 diễn ra vào thứ hai tuần tới đây. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.